Hello, trong video này thầy sẽ chỉ với em cách sử dụng Sybaris cơ bản để thực hiện một cái trang tính toán cộng trừ nhân chia tiền bạc tổng tiền, tạm gọi cái này là một cái sàn bán hàng ha. Ở đây có nhiều mức giá, mình chọn mức giá đến 400, nó hiện ra những cái dòng nào, những cái sản phẩm nào đơn giá dưới 400, chọn 600, nó hiện ra những cái dòng nào đơn giá dưới 600, chọn 800, nó hiện ra những dòng nào đơn giá dưới 800 ha. Hiện mức giá thì nó hiện ra hết, check vô đây một cái tiền này, cái số lượng tương ứng nó nổi lên, bỏ check thì nó không sáng nữa đó. Check vô rồi gõ con số tiền sẽ được tính này, đơn giá nhân cái số lượng ra tiền. Check vô một ô sáng lên, tiền mình gõ một cái lập tức tổng tiền nó hiện ra nhân với đơn giá ra tổng tiền luôn ha. Đó là yêu cầu của các bạn này, và chúng ta đã áp dụng một số hàm chúng ta đã học như đốc của mình, get element by id, get element by name, rồi các ứng dụng của đơn truy xuất từ đối tượng con ra đối tượng cha, tới đối tượng trước tới đối tượng sau, để chúng ta lấy giá ra nhân số lượng đưa vô đối tượng phía sau này ra tiền ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta làm, chúng ta sẽ tạo một cái folder gì đó để chứa trang web. Thầy tạo rồi đây, thầy mở lên, mấy em tạo ra một cái folder nào đó cũng được, rồi mở Visual Code lên ha. Chúng ta sẽ tạo trang web trong đó. Xem tạo trang mới rồi xem lại. Chúng ta đặt tên là bán hàng cho HTML nha. Chúng ta gõ tắt hết, mô tả là tắt HTML. Tắt hết. Body. Trong đây chúng ta gõ title nha. Gõ tên mình vô. Trong body bây giờ chúng ta sẽ gõ code HTML vô ha. Chúng ta sẽ gõ như thế nào, thầy cũng đã chuẩn bị trước rồi. Đầu tiên, thứ nhất là chúng ta gõ HTML ha, để chúng ta tạo ra cái hình hài trang web giống như mẫu. Cụ thể ở đây là như thế nào, div chúng ta sẽ được bao quanh một trang web của chúng ta sẽ được bao quanh bởi một cái div có tên là container. Trong container này chúng ta sẽ định dạng, chúng ta sẽ tạo một cái tag select, cho nên đặt ID là mức giá ID là mức giá đó, rồi chúng ta cho 5 cái tag option 200, 400, 600, 800 là value của nó. Chọn mức giá đến 200, đến 400, đến 600, đến 800. Nếu ai không chọn gì hết thì mức giá value sẽ là trừ 1 nha. Tắt select đây, chạy thử coi nha. Đây nè ha, đó chọn mức giá nè, đó phía dưới cái này chúng ta sẽ tạo ra một cái table cho border là 1. Giờ chúng ta sẽ cho ID là tên sản phẩm. Trong cái table này chúng ta sẽ tạo ra một số dòng. Dòng thứ nhất chúng ta sẽ cho nó là 4 tắt th, nó con bên là hai hàng hóa nha, đơn giá số lượng thành tiền là ba ô kế tiếp, như vậy tổng cộng này là 5 ô, ba ô dưới với hai dưới ô này mình được tính ra hai ô nữa là 5 nha. Dòng thứ hai chúng ta có 5 ô. Ô thứ nhất có tắt input, file là checkbox, name là số lượng đó. Rồi ở đây chúng ta gọi một cái tên sản phẩm nào đó. Ô thứ ba là chúng ta đặt cho nó name là giá. Ô thứ tư chúng ta cho nó một cái tag input bên trong, con này là số lượng, thuộc tính disable là phone. Và ô cuối cùng mình cho nó thuộc tính name luôn.
bằng thành tiền luôn. Đó. Đó, thành tiền ha. Chút nữa tiền chúng ta lấy số lượng nè, nhân với giá, đơn giá nè, ra thành tiền cho ta nhắc đến đây nha. Đó. Qua đây coi thử. Nè, dòng thứ hai nè, 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 5 ô. Ha. Riêng dòng đầu trên nè, ô phía trước, dòng đầu tiên nè, thành tiền, ô cuối cùng, số lượng là ô phía trước, đơn giá. Ở đây hàng hóa. Ở đây hàng hóa nó chiếm 2 ô nữa, thấy không? Ghi cho nó đẹp. Còn nếu ở đây dòng này chúng ta không có constraint, chúng ta bỏ đi cũng được. Chứ ghi vậy thôi. Bỏ vậy thôi. Đó. Thì qua đây coi chỗ này nó vậy. Ô này để trống. Hàng hóa nó nằm đây. À, bây giờ hai ô này chúng ta muốn ghép lại thành ô. Thì chỗ này chúng ta ghi là constraint là 2. Lý do là như vậy đó. Bỏ ô này trước đi nha. Rồi dòng... À, dòng đầu tiên là dòng tiêu đề, dòng thứ hai là dòng sản phẩm thứ nhất, dòng kế tiếp là dòng sản phẩm thứ hai nè. Chúng ta copy cái này ra, copy cái này ra, bát xuống ha. Đó là xong. Đó. Dòng TR kế tiếp cũng vậy, cũng cấu trúc giống như trên, tắt input tay là checkbox, name là chọn, là tên sản phẩm. Rồi cái tắt TD của anh em là giá ha. Rồi cái tắt input của anh em là số lượng. Và cái tắt TD cuối cùng của anh em là thành tiền. Tất cả các tắt mình có thể đặt cho nó anh em hay những cái thuộc tính để mình truy xuất với nó, mình lập trình nha. Dòng này cũng vậy. Dòng nào cũng vậy, cấu trúc giống nhau, mình chỉ khác cái tên sản phẩm với giá thôi ha. Mấy dòng như đây giống hệt nha. Riêng dòng cuối cùng chúng ta có khác một chút. Dòng cuối cùng đây nè, chỉ có hai ô, ô cuối cùng và cái ô chứa chữ tổng. Ô cuối cùng này chúng ta ghép lại bốn ô với nhau, 1 2 3 4, ghép lại bốn ô thành một ha. Ô cuối cùng này chúng ta cho nó có lát là tổng, tắt TH constraint là 4, TD nó có tên ID là tính tổng, tùy mình ta tùy mình đặt để mình lập trình nhé. Giờ qua đây coi nè, nó mình chữ tổng mình nó chiếm trọn 4 ô vậy cho nó đẹp nha. Tiền tạm thời mình ghi vậy, hồi mình tính lại cái khác. Như vậy thì tắt những cái tắt input này có name là chọn hết nè ha. Những ô này mang tên là giá, name là giá nè. Những cái test field này có name là số lượng nè. Những cái ô này mang name là thành tiền nè. Đó, chúng ta đặt tên cho nó trước để hồi chúng ta lập trình. Đó. Bây giờ định dạng sẽ đến một chút. Mức giá, table sản phẩm, mức clip có lát ở container cho là cho width là 700, margin là auto cho nó vô giữa ha, cho nó vô giữa nè, cho nó vô giữa một chút ha, margin là 700, margin auto cho nó vô giữa trang web nè, độ động nó là 700 ha. Cái table cái tag select mức giá, tag select mức tên là mức giá, ID là mức giá này, chúng ta cho bedin trên dưới 5, trái phải không, độ rộng là 150, chữ kênh giữa nè, chữ kênh giữa là chữ bên trong nó kênh giữa nè ha. Đó rồi bed in trên dưới 5 sẽ phải không, đó cho nó đẹp ha. Table sản phẩm chúng ta cho rộng 100%. Table sản phẩm là đâu, là table này nè, cha nó là deep này đó, cha nó là 700 thì table này mình cho rộng 100% nó bằng cha nè. Cái table có tên là, có ID là tên sản phẩm, chúng ta cho nó rộng 100%, bed in 20, màu nền vàng nè, bed in 20 nè. Đó, chúng ta thấy cái màu nền vàng nó hiện ra ha. Phong chúng ta cho nó 20, cái khác một chút. Thôi, chữ này nhỏ xíu khó coi. Các tắc TR có
màu nền là deep blue nè, nền màu xanh là theo đó, nền xanh. Các tắc TD và TH bedding trên dưới 8 trái phải không, chỉ canh giữa các cái tắc TD nè, TH nè, trên dưới bedding trên dưới là 8 trái phải không đó, nhìn cho nó đẹp ha, chứ mà không có đó nhìn thấy này sắc đẹp. Những cái tắc input của anh em là số lượng trong cái table sản phẩm đó, những cái nào của anh em là số lượng, chúng ta cho nó rộng 90, chữ canh giữa và bedding trên dưới trái phải là 4 đây nè, cái nào số lượng nè cộng 90 pixel đó nhé. Rồi cái tăng cái dòng cái TR đầu tiên chúng ta cho nền là width, nền TR đầu tiên thôi, một nền vậy cho nó đẹp, chứ thôi không có đó thì nền xanh giống như dưới này luôn ha. Và cái thằng có tên là tổng, có lá tờ tổng, chúng ta cho màu chữ đỏ đây ha, cái nào có lá tờ tổng tức là dòng cuối cùng đây nè đó, chúng ta cho nó chữ màu đỏ, nó là một số định dạng sẽ đến nha. Và bây giờ viết code Sublime, đầu tiên chúng ta viết cái hàm là đổi mức giá, đổi mức giá chúng ta sẽ viết như thế nào, TypeScript rồi đổi mức giá chúng ta sẽ gọi nó đây, trong sự kiện change của cái tag select on change, change gọi hàm đổi mức giá đó, nghĩa là khi change là khi sự kiện xảy ra khi mình chọn một cái mục, nếu trước đây nó là 600 bây giờ mình chọn lại 400, tức là sự kiện change nó diễn ra, change value, change giá trị, đổi giá trị, mình chọn hồi nãy là 800 bây giờ mình chọn lại 200, tức là sự kiện này sẽ xảy ra, mình ghi bằng cái hàm này, tức là cái hàm này nó sẽ được gọi với chặn nha. Hàm đổi mức giá mình sẽ làm gì? Mình đốc của mình get element by name giá, mình lưu vô cái mảng giá đó, mình chọn nguyên cái này, những cái nào có name là giá này, mình lấy hết giá vô ha. Thì khi lấy vậy mình sẽ được một cái mảng mà các phần tử nó đánh từ không trở đi nha, không trở đi, không, một, hai, ba, bốn, năm, sáu đó. Get element by đi mức giá, tức là cái tag select đó, chúng ta lấy, chúng ta lưu vô biến obj, biến này đang trỏ vô cái tag select đó, obj value đó, chúng ta lưu lại cái mức giá đang chọn đó, lưu cái mức giá đang chọn vô, xong rồi chúng ta cho dùng lập for chạy từ không cho tới cuối độ dài của cái mảng giá này đó, y tăng lên một sau mỗi lần lập, tức là nghĩa là chúng ta lập từ đây tới đây nè, cái mảng ARR giá này nè, đó là cái mảng này nè, chứa các phần tử này đó, y chúng ta sẽ chạy từ không đi xuống hết nha. Mỗi lần chạy như vậy chúng ta làm gì, AR giá thứ y đó, cái phần tử thứ y, cái element thứ y của cái mảng giá này nè, y bằng một, y bằng không đi, ARR giá không là cái này đó, cái y bằng một phần tử thứ một của mảng giá rồi, cái hàm này nè nó cho mình một cái mảng các phần tử mà nó lo chọn được theo cái điều kiện này, những phần tử có name là giá ha. Thì cái mảng này nè là một cái mảng nó chứa mấy cái tắc này nè, mấy cái tắc này nè, giá nè, giá, giá, giá này, thấy không? Đó thì cái mảng này nè là một mảng các cái tắc TD có tên là giá đó nha, phần tử y đó được tính inner test cho là lấy ra đó, ví dụ phần tử y, phần tử đầu tiên inner test của nó là 700, chút nữa xuống đây inner test của nó là 400 đó, lấy giá vô trường hợp bạc block để đổi thành số thực. Rồi nếu giá, nếu cái giá mà chúng ta lấy của phần tử này nè mà nhỏ hơn mức giá đang chọn ha, thì chúng ta cho nguyên cái dòng này hiện ra bình thường, còn nếu như lớn hơn chúng ta cho nguyên cái dòng này ẩn đi nha. Chú ý nếu, nếu mà chúng ta chọn mức giá là 600 đi thì dòng này phải bị ẩn đi nè,
À, giá này bảy hơn 700 là hơn 600 rồi, dòng này phải ẩn đi. Chúng ta đang xét cái điều kiện chỗ này giá này làm sao mà ẩn nguyên dòng. Đây là cái tắt TD, chúng ta qua ra ngoài cha là chúng ta được nguyên cái TR này nè, chúng ta ẩn cái TR này nha. Ẩn một cái tắt đi, chúng ta cho display là non là nó ẩn nha, display là rỗng thì nó sẽ hiện trở lại đó. Rồi đây, nếu giá của cái phần tử này mà nhỏ hơn mức giá đang chọn là ok, bây giờ cho nó hiện ra ha. Ngược lại chúng ta cho nó ẩn đi, giá lớn hơn mức giá đang chọn và cho nó ẩn đi. Phần tử giá thứ y là cái tắt TD đó, Paranode là ra ngoài cha nó vô đối tượng style, thuộc tính display cho ta cho là non thì nguyên dòng đó nó sẽ mất đó. Paranode này là sao? Giả sử như mình đang xét TD này, cha của TD này là ai? Là tắt TR này nè. À, cái tắt TR này mình vô đối tượng style, chỉnh display của nó là non thì nguyên cái dòng này sẽ bị ẩn đi luôn nha. Đó. Ẩn đi luôn, non là ẩn. Còn khi display là rỗng thì nó sẽ hiện trở lại. Hoặc là mấy em có thể cho display là block cũng được. Thôi, điểm rỗng thì nó hiện trở lại. Rồi chạy nè. Chúng ta chọn 600. Dù nào 700, 800 nó mất tiêu rồi đó. Thấy chưa? Chọn 400 nữa nè. Thì dòng 450 này mất luôn, 400 này mất luôn. Thấy chưa? Chọn 200. Chừng nào nhỏ hơn 200 nó mới hiện. Ha. Đó. Đến 800 thì nó dùng là dưới 800 nó mới hiện. Thấy chưa? 800 nó cũng mất tiêu luôn nữa. Rồi bây giờ chúng ta đã đổi mức giá được rồi đó. Nha. Chuyện tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa? Hiện ra tất cả khi mức giá là một. À, là sao ta? Nếu mức giá đang chọn à, hoặc là mức giá bằng một thì mình mức giá bằng trừ một thì chúng ta cho nó hiện đó. Hai chỗ này chúng ta nè, chỗ này những dòng nào chúng ta cho nó hiện ra giá nhỏ hơn mức giá đang chọn thì chúng ta cho hiện display là null. Ngoài ra nếu cái mức giá đang chọn của người ta là trừ một á, tức là gì nè, mức đang chọn đây là có biết gì vậy? À, là cái value trong cái select box à. Trong cái select box mức giá mình lấy cái value của nó mình lưu vô cái biến mức đang chọn. Nếu cái value của nó là trừ một, tức là người ta không có chọn cái gì hết thì tất cả nó hiện ra nha. Đó. Do đó nếu mà người ta chọn ở đây 400, bây giờ nó chọn là chọn mức giá thì mình show hết ra. À, show hết ra, nếu có gì mình show hết ra ha. Đó. Thì mới đó điều kiện nó vô. Thì bây giờ đảo trạng thái thứ tư là chúng ta đảo trạng thái là thứ nhất là chúng ta gọi có thoát email, thứ hai là chúng ta định dạng, thứ ba là chúng ta cho ẩn hiện theo mức giá, cho ẩn hiện theo mức giá, thứ tư là check vô đây nè, nó phải thay đổi lần này ha. Thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta sẽ gọi hàm tick checkbox thứ y trong cái sự kiện click của cái checkbox trên từng dòng đó. Trong sự kiện onClick của các cái checkbox chúng ta gọi hàm tick một checkbox đây. Trên mỗi dòng nó có cái ô checkbox chọn nè, sự kiện onClick của nó chúng ta sẽ gọi hàm tick một checkbox, chúng ta truyền thông số là không nha. Thằng này tích một checkbox truyền thông số vô một, này sự kiện click của cái checkbox truyền thông số là hai. Đó, này chúng ta truyền thông số là ba, này chúng ta truyền thông số là bốn, này chúng ta truyền thông số là năm, gọi hàm tích một checkbox hết. Này chúng ta truyền thông số là 6. Rồi. Giờ cái hàm này giờ định nghĩa ra ha. Chúng ta sẽ định nghĩa cái hàm tích một checkbox viết attribute kế tiếp. À, tích một checkbox chúng ta làm gì?
Đó. Tiếp một số bước chúng ta làm gì? Chúng ta nhận cái tham số là y, là cái thứ tự. Rồi chúng ta chọn, chúng ta đốc của mình, chúng ta dùng lệnh này, đốc của mình get element by name số lượng. Đó. Chúng ta chọn các cái element, chọn những cái thẻ, chọn những cái tắt có name là số lượng. Chúng ta lưu giữ cái mảng ARR số lượng, tức là chúng ta chọn này nè, chọn hết những cái thằng nào có name là số lượng này nè. Này có những này có name là số lượng này, chọn hết nó ra. Ha. Thì khi mà chọn vậy chúng ta lưu giữ cái mảng rồi á, thì cái này là đầu, cái phần tử đầu tiên này nè, cái chỉ số là 0, này chỉ số là 1, này chỉ số là 2, này chỉ số là 3, này chỉ số là 4. Đó. Khi bấm vô đây chúng ta truyền, chúng ta gọi hàm tiếp xuất bấm, chúng ta truyền số 0 vô là chỉ số của con này đó. Bấm vô đây, chúng ta gọi hàm tích chứ xét bấm, chúng ta truyền tham số là 1, 1 là chỉ số của con này đó nha. Vậy vậy như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ việc cái phần tử cái mảng số lượng thứ y này nè, thuộc tính disable của nó đang là trong iPhone. Để chúng ta đảo trạng thái lại rồi chúng ta gán vô, vậy là xong ha. Vậy là xong rồi đó. Chúng ta check vô một cái này, nãy nổi lên, bỏ check cái này nó hết, check vô nổi lên, bỏ check nó hết, thấy không? Thì check vô nổi lên chi để người ta gõ vô số lượng, gõ vô giờ mình tính nó thành tiền này, đó. Được chưa? Rồi bây giờ tính thành tiền khi nhập số lượng, chúng ta sẽ gọi hàm thành tiền trong sự kiện key up của testbox đó. Trong cái sự kiện người ta gõ phím này, gõ một cái phím vô đó, chúng ta sẽ gọi hàm tính thành tiền để tính thành tiền ở đây. Thì như vậy thì trong các cái tag input này, cái sự kiện on key up chúng ta sẽ gọi hàm ha, trong tag input có name là số lượng nè, on key up chúng ta gọi hàm thành tiền, tiền thành tiền, chúng ta đưa cái tham số là this vô. This là gì? Là cái đối tượng này, đối tượng mà sự kiện đang diễn ra. Đây là một cái từ khóa đặc biệt trong server if để diễn tả đối tượng hiện hành mà sự kiện đang diễn ra ha. Thì một hồi vô cái hàm thành tiền này, chúng ta khai báo một cái tham số tên gì đó để chúng ta sử dụng cái biến đó ha, để tương tác tên này on key up của số lượng này nè, chúng ta cũng gọi hàm thành tiền key up số lượng, chỗ này cũng vậy. Đây ba cái, chỗ này cái nữa là bốn cái, này cái nữa là năm cái, này cái nữa là sáu cái nha, này cái nữa là bảy cái đó. Vậy về định nghĩa hàm thành tiền nha, chúng ta định nghĩa cái hàm thành tiền. Thành tiền chúng ta định nghĩa thế nào? Chúng ta tâm khai báo một cái tham số, khai báo một cái tham số tên là obj, tên gì cũng được hết á. Ở trên kia họ truyền dit vô, thì cái ví dụ người ta bấm vô đây đi, người ta gõ một cái phím trong đây đi ha, thì khi vô tới hàm thành tiền, cái biến obj đó chính là cái tag input này, cái từ khóa dit để diễn tả cái đối tượng hiện hành ha. Obj chính là cái đối tượng hiện hành mà người ta đang gõ phím. Obj đó mình dùng value mà lấy ra số lượng, mình lưu vô biến số lượng, mình biết được số lượng rồi đó ha. Khi ta gõ phím này cái, gõ phím vô này cái, thì obj chấm value là mình lấy được cái này rồi. Giờ sao lấy được này đó. Từ đây chúng ra ra ngoài cha là tắt td, rồi ra ngoài trước nó đó là cái đối tượng này mình truy xuất được bằng cái hàm reverse element sibling đó, là cái đối tượng láng giềng phía trước, reverse element sibling. Từ cái đối tượng, từ cái tag input người ta đang gõ ra parent node là node cha ha, lên đối tượng láng giềng phía trước lấy chữ bên trong, nghĩa là sao? Coi này, thí dụ người ta đang gõ phím vô cái tag input này ha, thì từ đối tượng này chúng ta ra parent node là cha nó, là tag td. Từ tag td này dùng hàm reverse element sibling, chúng ta sẽ được cái thằng phía trước đó, thằng láng giềng mà phía trước thằng này ha đó. Còn net element sibling là thằng dưới, hiểu chưa đó. Giả sử người ta đang gõ phím ở đây, ra ngoài cha là tắt td,
rồi ra ngoài phía trên, lên trên và reverse element sibling. Rồi lên tới đây xong, chúng ta thấy ra cái inner test chúng ta sẽ được là giá, lưu giữ biến giá, rồi đơn giá nhân số lượng, giá nhân số lượng, rồi mày gán dùng nào, đó gán dùng nào. Rồi giả sử hồi nãy người ta gọi đây ra ngoài cha đây ha, bây giờ net element sibling cho lại được thằng kế ha, inner test của nó chúng ta bỏ vô đây. Rồi nè, tắt input mà người ta đang gõ phím ra ngoài cha là được tắt td, net element sibling là có tắt td phía phía sau à, chứ đơn giá inner test của nó chúng ta gán tiền vô. Vậy như vậy khi ngoài đây chúng ta gõ nè, check vô đây ha, chỉ cần gõ một phím lập tức là có liền, mình ra ngoài cha và ra ngoài trước lấy cái giá hay lấy hai này nhân nhau xong rồi từ đây ra ngoài cha rồi nét tới một cái bỏ cái tiền vô xong đó ra liền ha. Rồi đó, thấy chưa? Nhưng bây giờ kẹt là giờ câu chuyện này là bỏ check một cái này có y nguyên, này cũng còn không hay, giờ bỏ check đi, này biến thành không, này quy ra thành tiền đi thì mới đẹp ha. Đó là yêu cầu của đề. Giờ mình làm sao nữa? Đó, cải thiện cái hàm tích một chất bốc một chút. À, chúng ta sẽ làm như thế này. Trong đây chúng ta bổ sung thêm một tí. Bổ sung thêm cái gì? Chúng ta đánh giá cái số lượng thứ y, coi thuộc tính gì, symbol nào là 2.4. Xin lỗi, không có để tích một checkbox, để trong hàm tích một checkbox chứ quên ha. Tích một checkbox đâu, đây nè, trên đây nè. Rồi, đây. Đây. Khi mà tích chiêu checkbox thứ y á, thì cái thằng số lượng thứ y này true hay false, nếu disable mà là true tức là nó đang bị khóa lại thì lập tức mình cho value nó bằng không liền ha. Đó, giả thử cái thằng số lượng này ra ngoài cha nó đó. Rồi tới thằng láng giềng kế tiếp, net element sibling chữ bằng không, nghĩa là sao? Nghĩa là gì nè, khi thầy check vô đây một cái ha, được, có gõ vô đây được rồi, bây giờ thầy check một cái nữa thì cái trạng thái disable này thành true, lúc đó thì chúng ta cho value của nó là không ha. Vậy đồng thời từ đây ra ngoài cha nó rồi tới thằng láng giềng bên đây rồi mình cho này là cái inner test là rỗng, cái này bỏ check này gắn không, giờ này rỗng cái nó mất, thấy chưa? Đó. Từ cái thằng số lượng thứ y chúng ta ra ngoài cha nét tên kế, chúng ta cho giá trị rỗng, cho value của nó là không. Nếu như thuộc tính disable của nó là true, một thuộc tính disable có một cái tắc input mà là phone thì nó mới nổi lên, nó sáng lên, nó cho mình làm việc. Một thuộc tính disable mà true là nó không cho mình, nó khóa lại nha. Đó là ý nghĩa của cái việc chúng ta mới làm. À, giờ bây giờ còn cái việc cuối cùng là mình tính tổng tiền nha. À, chúng ta sẽ định nghĩa cái hàm tích tổng tiền với một subscript tổng tiền. Rồi chúng ta sẽ gọi hàm tính tổng tiền này ở trong hàm đổi mức giá, hàm tích một checkbox, hàm thành tiền. Ở đầu chúng ta ba hàm ở trên chúng ta gọi trong hàm thành tiền, chúng ta cũng gọi hàm tổng tiền nhé. Hàm tích một checkbox chúng ta cũng gọi hàm tổng tiền, hàm đổi mức giá chúng ta cũng gọi hàm tổng tiền. Đó, vậy thì sao? À, check một checkbox này nha, em nhìn thấy 50 nãy giờ mình gõ phím từ đầu đó. Check vô đây một cái,
cách tính thay đổi liền ha. Bây giờ thầy sẽ gõ vô một giá trị ở đây, ở đây thấy nhân ra và đi nhân liền ha, thì gõ vô hai, đây hai phải không, thì check vô đây cái nữa đó, gõ lên cái thì cái hàm thành tiền được gọi, hàm thành tiền sẽ gọi hàm tổng tiền để tính tổng tiền liền, bỏ lên cái ha, check vô gõ kịch kịch tăng lên ha, bỏ check một cái, bỏ lên một cái thì này mới được tính lại đó. Phải là mình check một checkbox vô là mình phải gọi lần này lại để tính nha. Đó. Đó. Bây giờ chọn mức giá đến 200. Vậy chỗ này chưa được tính nè. Ha. Mình sẽ kiểm tra lại cái chỗ đó cho nó hợp lý. Đó mức giá là cái hàm tính tổng tiền chưa đúng. Chưa đúng. Đó. Mà khoan, cải thiện cái đó. Có cái hàm tổng tiền tính sao? Cái hàm tổng tiền làm gì nè? Chọn hết mấy này, những cái thằng mang nem, mang con nem là thành tiền nè, à, rồi nào mà có giá trị khác rỗng chúng ta cộng lại ha, à, vậy thôi nè, hàm tổng tập tiền nó cũng đơn giản thôi mấy đứa. Gốc của mình get element by name, get element by name thành tiền ha, thành tiền là cái tắc input mà chúng ta đã tạo lúc đầu nè, là thành tiền nè, cái tắc td cuối cùng của một dòng chúng ta đã cho name là thành tiền, thấy chưa, tất cả những ô cuối cùng mang name là thành tiền hết nè, chúng ta có thể coi trực tiếp trong đây cũng được, name là thành tiền ha, name là thành tiền, thấy chưa, thằng này sao name là thành tiền, thấy chưa, nè, thành tiền nè, vậy thì tất cả những ô này mang name là thành tiền, get element by name chúng ta được một cái mảng, chúng ta lập từ đầu tới cuối mảng đó nhé, lập từ đầu tới cuối được. Chúng ta được một cái mảng, một cái array chúng ta đặt tên là thành tiền, chạy từ đầu tới cuối, à, mảng thành tiền này inner test chúng ta lấy ra, chúng ta được tiền, tiền đó là chuỗi chúng ta biến thành số, tổng dồn vô biến tổng tiền, mới đầu chúng ta khai báo nó biến tt này chúng ta khai báo là không đó, chúng ta lấy tiền chúng ta cộng dồn vô đây rồi cuối cùng chúng ta bỏ vô đây là xong ha. Nhưng cái chỗ này còn sót đó là những cái dòng nào mà chúng ta đang ẩn nó cũng cộng luôn nha, ví dụ chúng ta chọn 700, chúng ta chọn bỏ vô cái này 23.000 và chúng ta chọn mức giá 400 thì cái dòng 700 nó mất rồi, nó bị ẩn rồi, nhưng cái dòng này vẫn tính đối với cái dòng lập của mình ấy, nó vẫn có ha, nó vẫn có một cái dòng, nhưng mà dòng vẫn có ô cần tính rồi đó, nhưng mà nó bị ẩn đi, cái dòng lập nó vẫn lấy được hết. Vậy bây giờ nhưng mà đối với mình ấy, không được, những cái dòng nào đang hiện mình mới cộng ha, giờ đó mình cải thiện một chút nha, cải thiện lại cái hàm tổng tiền một chút. Đó, nếu mà cái dòng nào đang hiện thì chúng ta mới tính ha. Vậy thì chỗ này nè, chúng ta ghi vậy, rồi a rõ là thành tiền thứ y, là cái tắc thành tiền thứ y này nè, chúng ta ra ngoài cha chúng ta sẽ được b nguyên cái dòng tr ha, rồi chúng ta kiểm tra trạng thái hiển thị của nó bằng cách ghi style setup rồi thuộc tính display, mình coi nó bằng rỗng hay không, bằng rỗng thì nó hiện, còn non là nó ẩn ha, thì cái dòng nó hiện thì mình mới thực hiện tính, còn không có nó bằng non thì thôi không cần. Vậy như vậy hiện ra bây giờ chúng ta chọn cái giá vô nè, gõ vô giá trị ha, 23.000 ha. Bây giờ chúng ta chọn 400 đó, thì nó quay lại không, thấy chưa, cái dòng kia nó không tính, những dòng nào mà display nó là rỗng tức là đang hiện nè mình mới cộng thôi đó. Rồi có thêm đó. Rồi sổ hết ra đến vô ha, rồi như vậy
Tới đây là cái việc thực hiện một cái trang tính tiền khá phức tạp bằng Savarip đã xong. Phức tạp về nghiệp vụ thôi, về chứ về kỹ thuật chúng ta cũng áp dụng như cái gì đã học chứ không có khó. Chọn tắt theo name, theo ID ha, rồi từ nó này chúng ta ra mà nó tra, rồi tới nó trước tới nó sau cũng vậy thôi ha. Sau đó thì mấy em cho này vô giữa, rồi thêm chữ bán hàng vô, rồi cho màu nền ở ngoài vô, rồi cho này định dạng theo dạng tiền tệ, cho mấy ô này canh phải, hay là thêm các gì nữa, thêm dữ liệu vô ha, thì mấy em cứ thoải mái bổ sung, hay là mấy em tìm hình mấy em bổ sung vô cho nó sơm tụ ngoài những cái chỉ dẫn cơ bản của thầy nha. Xin chào.